có lẽ đã không ít lần, những tựa game di động mới với lối chơi hay đồ họa đỉnh, hay là gameplay đột phá và một hệ thống chơi mạng đỉnh cao, mới nhìn đã thấy phát nghiền làm biết bao game thủ mê mệt, để rồi phải nuối tiếc khi có hình đòi hỏi của chúng quá cao. Và thiết bị di động dùng để chơi game hiện tại của bạn không thể kham nổi những tựa game hiếp dâm phần cứng này. Và tất nhiên sẽ nhiều lần game thủ cố gắng hạ cấu hình chơi game xuống, chỉ để trải nghiệm tựa game mình thích với đồ họa như là game pixel vỡ vụn, những hiệu ứng vật vờ trên khung hình giật đùng đùng như là đĩa xước. Vậy nhưng cũng đừng thất vọng, đừng cho rằng bạn sẽ chỉ mãi chơi đi chơi lại những tựa game cố hình thấp dở tệ, mà hiện tại có không ít nhà làm game vẫn cho ra đời những tựa game hay, mà chỉ yêu cầu một cấu hình nhẹ nhàng, để những game thủ hoàn cảnh vẫn được trải nghiệm những tựa game hay, vẫn được cảm nhận niềm vui từ những tuyệt tác số của làng game. Cooking Battle. Đây là tựa game mô phỏng nấu ăn mới toanh và được phát hành cho hệ máy chạy Android và iOS. Thực tế, bạn có thể nhận thấy nhiều điểm tương đồng trong tựa game này với sản phẩm Overcooked phát hành cho hệ máy PC console. Có thể sẽ làm bạn thay đổi suy nghĩ về dòng game này và mang đến cơ chế gameplay hỗ trợ nhiều người chơi vô cùng hấp dẫn. Trong game, công việc chính của người chơi là điều khiển một nhóm đầu bếp và thực hiện nhiệm vụ chế biến món ăn cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định mà game yêu cầu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách và có lẽ cảm giác chuẩn bị nguyên liệu để nấu món ăn chưa bao giờ trở nên hỗn loạn và mất trật tự như vậy khi mà tất cả mọi thứ rối tung lên và bạn phải tìm cách hoàn thành game bằng mọi giá, và cũng chính là yếu tố lôi kéo người chơi đến với tựa game này. Metal Slug Infinity. Tựa game này có được game thủ Việt biết đến qua cái tên Rambo luôn, là một trong số tựa game điện tử 4 nút đã gắn bó với tuổi thơ không ít người chơi game trước đây. Và thấu hiểu điều này thì mới đây hãng phát triển đã bất ngờ ra mắt hậu bản của Rambo luôn, nhưng sẽ là một tựa game hoàn toàn mới và được đánh giá là mang hương vị đậm chất Rambo luôn khi xưa. Theo đó, lần này game sẽ không áp dụng thời loại đi cảnh bắn súng quen thuộc, thay vào đó nhân vật sẽ tự động tấn công và bạn chỉ có thể lựa chọn nâng cấp cho chúng mà thôi. Tuy nhiên, bù lại cấu trúc màn chơi của game khá quen thuộc, khi bạn sẽ một lần nữa chu du trong không gian của Rambo và được chiến đấu với nhiều kẻ thù quen thuộc trước kia. Dần dần trong quá trình chơi, bạn sẽ được mở khóa nhiều nhân vật và kỹ năng bổ sung, sẽ góp phần nâng cao lực chiến và giúp bạn vẫn bước trong hành trình đánh bại đối thủ. Nice Quest. Đặt trong bối cảnh sử thi Hy Lạp cổ đại, game nói về nhân vật tiên nữ có cánh với sắc đẹp quyến rũ đã quyết định đáp cánh xuống hạ giới với hy vọng tìm được Icarus. Vì sức nóng khủng khiếp của mặt trời làm giảm khả năng bay lượn của cô, nên nhân vật của chúng ta chỉ có thể bay được một khoảng cách ngắn. Và ngoài kỹ năng bay được trang bị đầu game, thì về sau nữ thần còn được bổ sung nhiều kỹ năng hữu ích như là di chuyển đồ vật, độ hướng gió và thi triển sấm sét. Và những kỹ năng này sẽ được tận dụng tối đa để giải quyết những cạm bẫy cũng như câu đố trên đường đi. Song hành cùng gameplay lôi cuốn, thì chất lượng đồ họa của game cũng khá ấn tượng, với gam màu chủ đạo là vàng cam theo đúng bối cảnh mà game hướng tới. Cảnh nền và chuyển động của nhân vật cũng được làm chăm chút, tuy nhiên còn khá đơn điệu về sinh vật trong game, và lặp đi lặp lại hai loại cố định là kền kền và rắn khổng lồ. Forgun là tựa game bắn súng có nhìn thứ nhất sở đồ họa màu sắc, vì thế điểm độc đáo mà nhất định nhiều người sẽ dễ dàng nhận thấy chính là phong cách đồ họa pixel đã được nâng cấp đáng kể. Từ nhân vật, bối cảnh, thậm chí súng ống hiểu nổ đạn, tạo cho người chơi cảm giác được xây dựng từ những hình khối Lego. Về lối chơi, game mang đến gameplay bắn súng tự do đánh bại zombie, và bạn sẽ có cơ hội thử tài thiên xạ
trong những cuộc đối đầu khốc liệt mà game mang tới. Tuy nhiên hãy nhớ điều quan trọng nhất là bạn phải luôn tỉnh táo, bởi vì ngay trong lúc chiến trường hỗn loạn thay mà, nếu sơ hở thì zombie sẵn sàng cắn xé cướp đi mạng sống người chơi bất cứ khi nào. Đặc biệt game còn cho phép bạn toàn quyền sáng tạo từ biến nhân vật, cũng như nâng cấp và trang bị vũ khí mạnh mẽ hơn. Và bộ sưu tập vũ khí trong game cũng rất đồ sộ, để cho bạn tha hồ mà lựa chọn theo muốn của mình. Afterburner. Vẫn giống như bao tựa game không chiến khác, nhiệm vụ của người chơi trong game là điều khiển chiến đấu cơ của mình và tiêu diệt thật nhiều máy bay nhất có thể trong mỗi màn chơi. Đặc biệt trong tựa game mới của Sega, bạn có đủ nâng cấp chiến đấu cơ của mình lên ngưỡng sức mạnh cao nhất thông qua phần chơi cốt truyện bao gồm 20 nhiệm vụ, và mỗi lần mở khóa thành công, game thủ có thể kích hoạt sức mạnh đặc quyền cho chiến đấu cơ của mình. Ngoài ra không thể không nhắc đến đồ họa chân thật và âm thanh sống động đi kèm trong game, với những hiệu ứng cháy nổ hoành tráng cho một game play kịch tính. Hơn cả khi còn sở hữu hệ thống máy bay nhiều loại khác nhau, tha hồ để bạn lựa chọn theo muốn của mỗi cá nhân. Và khi hoàn thành màn chơi, bạn có thể khiêu chiến lại nhanh để mở khóa sức mạnh và chạy đua lên đầu bảng xếp hạng danh giá. Detroit Road Patrol. Trong mảng game thì thể loại đua xe bắn súng đã không còn quá xa lạ, vốn được hâm mộ từ thời PlayStation đầu tiên. Và nay trên di động cũng xuất hiện một tựa game tương tự, mang cái tên Detroit Road Patrol vừa chào sân mobile. Thực tế game không mang cho mình cốt truyện hay nhân vật cụ thể nào. Game thủ tại đây chỉ là một quái xế mong muốn có thật nhiều tiền tài và cả danh vọng trên đua khốc liệt của game. Vì thế ngoài việc hoàn thành cuộc đua đầu tiên, bạn còn phải bắn hạ những đối thủ cứng đầu trên đường đua. Từ đây game mang đến cho người chơi một kho vũ khí đa dạng, và thậm chí là bảy mình đã hất tung xác kẻ nào bám đuổi phía sau. Và mặc dù mang lối chơi đậm chất hành động, nhưng phong cách đồ họa của game không quá hăm hố cầu kỳ và mang cho mình công nghệ đồ họa 3D tân tiến, đã tạo nên bức tranh đồ họa chất lượng cho một tựa game quy mô tầm trung. Foxyland phần 2. Tiếp theo sẽ là tựa game di động thoại nhập vào đi cảnh 2D đơn giản. Tại đây bạn sẽ bắt đầu hành trình phiêu lưu giải cứu tình yêu của mình, cũng như cứu lấy những đứa con đã bị đút xấu xa và anh trai Jack của hãng tấn công. Ở đây người chơi sẽ chạy nhảy và tránh bẫy xuyên qua 40 màn chơi, được thiết kế chi tiết để những ai chủ quan về độ khó của game sẽ phải ăn hành nếu vô tình dính trúng bẫy vào nhiều khó khăn khác nữa. Có thể nhận ra game khá tương đồng từ đồ họa đến lối chơi với Mario của Nintendo, khi mà công việc của bạn chỉ là chạy và nhảy theo cách của mình để chinh phục rừng rậm vượt qua sa mạc và thung lũng nấm, cùng vô số bất ngờ đang chờ đợi bạn trong hành trình này. Tuy nhiên đặc biệt game sẽ có thêm chế độ multiplayer, để bạn có thể cùng bạn bè hoàn thành cuộc phiêu lưu với cả hai nhân vật, là điều mà rất nhiều fan của Mario hằng mong muốn. Kill Hunter. Đối với những game thủ đời đầu, khi mà trò chơi điện tử mới xuất hiện ở Việt Nam, thì có lẽ không ai không biết tới loạt game huyền thoại Mega Man, đã từng khiến không ít người chơi mê mệt mà đủ quần hàng giờ trước màn hình TV. Và tựa game sau đây cũng sửa lối chơi tương tự, nhưng độ khó trong game đã được giảm đi rất nhiều, bao gồm chế độ đánh boss và mở khóa nhiều vật khác nhau, đi kèm hệ thống vũ khí tân tiến cho bạn trang bị lên nhân vật của mình. Phong cách lối chơi của tựa game này mang đậm yếu tố platform, game thủ ở đó sẽ liên tục nhảy nhót di chuyển và khai hỏa vũ khí,
Lối thiết kế của game cũng độc đáo với những màn chơi tầng lầu đan xen và cơ chế phức tạp ở mỗi tầng chính là điều làm người chơi phải ấn tượng. Tất nhiên độ khó trong tựa game này không thể sánh bằng Mega Man, nên sẽ phần nào không làm người chơi mới cảm thấy. Bombastic Brother là tựa game bắn súng hành động kết hợp đi cảnh. Game được lấy cảm hứng từ huyền thoại Contra, vốn là tượng đài được nhiều game thủ hardcore yêu mến trên toàn thế giới. Và vì mang cho mình gameplay hành động không ngừng, nên bạn phải điều khiển những vật né đạn và bắn súng. Trong suốt quá trình tham gia tựa game này, ở đây người chơi sẽ bắt đầu hành trình chinh phục vô số level đầy màu sắc, với hơn 9 anh hùng khác nhau và một kho vũ khí đa dạng. Thật sự tựa game này dễ mang lại cho người chơi cảm giác gần giống với Garena Contra ra mắt trước đây, nhưng với trải nghiệm độc đáo và ấn tượng thông cách của mình. Hiện tại game mang đến nhiều phần chơi khác nhau, từ đấu trường thời gian thực, nơi mà game thủ toàn thế giới tham gia chiến đấu với nhau, hay chế độ bunker cho game thủ thích sự mạo hiểm, có thể kiểm tra kỹ năng của bản thân, trước từng đợt tấn công bất tận đến từ kẻ thù. Ngoài ra, link tải game bạn có thể tìm thấy đầu tiên trong phần mô tả. Và nếu có ý kiến đánh giá nào thì bạn đừng quên bình luận cho mình biết. Bạn cũng có thể gửi yêu cầu vào những câu hỏi liên quan tại fanpage. Đừng quên ấn like, share và đăng ký nếu bạn cảm thấy thích video này. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại game thủ trong những video lần sau.